Nghị quyết 128 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã chính thức tạo ra khung hành động để cả nước cũng như từng địa phương có ứng xử phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Mặc dù chỉ là tạm thời không áp dụng các chỉ thị 15, 16, 19 của Thủ tướng ban hành tháng 3, tháng 4 năm 2020 và một phần nghị quyết 86 của Chính phủ tháng 8 năm 2021, nhưng nghị quyết 128 đã thay đổi hẳn tư duy phòng chống dịch từ khóa của nghị quyết 128 là hoạt động. Hầu hết lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội được liệt kê, dù trong hoàn cảnh dịch bệnh nào, nguy cơ thấp, trung bình, cao hay rất cao đều vẫn được hoạt động. Chỉ là hoạt động bình thường hay có điều kiện, hoặc hoạt động hạn chế. Ngay cả khi nguy cơ dịch bệnh ở mức cao nhất cấp 4 thì những lĩnh vực quan trọng nhất của nền kinh tế như lưu thông, vận chuyển hàng hóa, sản xuất, công trình giao thông, xây dựng vẫn phải được đảm bảo hoạt động. Thậm chí nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống ở vùng dịch cấp 4 vẫn được hoạt động, dù phải hạn chế theo điều kiện do địa phương quy định phù hợp với tình hình. Nếu chỉ lệnh giãn cách, ai ở đâu ở yên đó rất chung chung, dễ tùy nghi, mỗi nơi mỗi kiểu được áp dụng gần như không giới hạn. Đến mức có lúc người tự hành không phân biệt nổi bánh mì có phải là hàng hóa thiết yếu, thì nghị quyết 128 đã chia ra nhiều lĩnh vực để có ứng xử phù hợp. Trong đó các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, quán bar, là về cơ bản bị hạn chế hoạt động, thậm chí ngừng hoạt động, kể cả khi nguy cơ dịch ở cấp 1 là cấp thấp nhất. Nghị quyết 128 là văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương áp dụng chung, thống nhất trong toàn quốc nhưng chỉ quy định khung, có tính nguyên tắc, định hướng và vẫn trao quyền khá chủ động cho Ủy ban nhân dân các tỉnh hướng dẫn chi tiết phù hợp với tình hình của chính mình. Địa phương có không gian chủ động nhưng không trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Đây là hướng tiếp cận tinh tế, phù hợp với thực tiễn phân cấp hiện nay giữa trung ương, địa phương, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.